tu tập ha. Nhưng mà Ngài Lão La lúc đó mới nói là vì bị Phật quá, vì Phật dạy như vậy cho nên thôi tôi chỉ muốn tu một mình thôi, không có muốn ở trong đại chúng tu nữa, tôi chỉ muốn ở trong rừng để mà tu tập. Nên sau đó cái vị Tân Tỳ Kheo này mới trở về một mình, còn Lão La ở trong rừng tu tập một thời gian sau ham chứng thánh quả La Hán. Có những cái bài pháp khác nữa. Sau này Đức Phật cũng dạy cho La Hầu La về cái sự tu tập quán về tứ đại thế nào, tứ đại đất nhất nó lửa thế nào ha. Thì thôi bữa nay ha, đã đến giờ chúng tôi xin tạm dừng ở đây đi, rồi để tuần sau chúng tôi sẽ đề cập đến cái bài pháp mà Đức Phật ngài dạy La Hầu La cách mà quán tứ đại ha. Thì nói tóm tắt lại ha, hôm nay chúng ta học cái bài pháp mà Đức Phật ngài dạy là bài pháp về chăn trâu, cũng như là cách mà cài cấy đó ha. Mà cái điểm chính khi chăn trâu ha, với người thường là phải lo trâu ăn uống ha, phải lo tắm rửa trâu hay chọn lựa cái chỗ nơi trâu nghỉ hay ăn uống vân vân. Và người tu cũng vậy, phải biết lo điều phục cái tâm của mình. Phải biết hướng dẫn, giúp đỡ những người khác hiểu Phật pháp để giảm bớt cái sự lo buồn phiền cho họ. Rồi qua cái bài pháp mà Phật dạy, ngài cũng là người nông phu, cũng người cày cấy, ngài đã dứt hết những cái phiền não vọng động, cũng như cắt hết những cỏ dại, và đạt đến cái quả vị bất sanh bất diệt là vị Niết Bàn đó. Rồi sau này đến cái bài pháp mà Đức Phật ngài dạy cho ngài La Hầu La đó ha. Đừng có nói láo ha. Đức Phật ngài dạy cho ngài La Hầu La phải có giữ chánh niệm. Mà nãy tôi mới vừa nói cái câu chuyện của vị thiền sư xin tha tội cho một tử tội đó, do cái tử tội đó cầm cái tô nước mà không có rơi một cái giọt nước nào đó. Để tuần sau chúng tôi sẽ hướng bài pháp mà Phật dạy La Hầu La tu cái pháp hay là quán tứ đại thế nào ha. Dạ thôi, bây giờ tôi xin tạm dừng ở đây. Không biết nãy giờ quý vị có nghe rõ hay không à. Rồi bây giờ đến đến các con ha. John ha, Little John in Houston ha. Có nghe không John? Hả? Con nghe không John? Con nghe thầy nói không? Nghe không? À, bữa nay con trả bài gì? Bài số 2, chương số 2 phải không? Chương số 2 trong kinh 42 chương ha. Rồi con đọc đi ha. Rồi con đọc xong rồi các bạn ở đây đọc ha. Rồi con đọc đi con. Oh.
Rồi để cho các bạn ha, rồi con đọc cho con. Ok cho. Ok đọc bài kinh đi, bài kinh 42 chương ha, các bạn đọc đến chương 1 con đọc các bạn rồi, go. The Buddha said those who leave his family and who quits his family and leaves his quits his house and leaves his family in order to become a shaman for supreme reason. This is called a shaman. The Buddha said the Raha is able to fly, change his experience, fix his years in his past life, and shake the heavens in the 19, not the soul of the 19 heavens. The Buddha said those who leave his family and separate from his sexual affections for successful steps, there's nothing more than that than greed and lust. The fourth, the Buddha said the man who shaves his head and beard in order to become a shaman should eat once a day a bowl of rice and drink a bowl of water. This caused the man to become foolish and blind, and there's nothing more than greed and lust and desire. The Buddha said, living creatures by 10 things attain a virtue. There are 10 virtues, 3 pertaining to the body, 4 to the mouth, 3 to the thoughts. The 3 pertaining to the body is killing of living beings, stealing, and lust. The 4 belonging to the mouth is double-tongueness, slandering, lying, and hypocrisy. The 3 pertaining to the thoughts are envy, anger, and wandering thoughts. The disbelief in these 3 precious ones are the true source of evil. But the Yapuza, who observes the 5 rules untiringly, may obtain this reason. The 5th awakening. The sixth awakening. A man who's guilty of many crimes, not repenting himself, but does not confirm the sinful principles within his heart and necessary his result. Just as the water returns back to the sea, but when he personally fulfills his, as far as in his circumstances, and destruction and requests evil, just understand the character of the sin, and he avoids crime and does what is right, and the man power and destroying all the powers of evil, he may obtain this reason. The Buddha said, a man who foolishly stating or considering that I do that which is not right, which attains the other refutation from me, but are not inferior and finds him another way from home. This they say is not what the reason is about. What is the polite expression and better translation of those who making a present of another has not truly of prospects?
The Buddha said, a man who looks up into the sky and spits against the heavens. A wicked one who abuses a good one is like looking towards the heavens and spitting at it. And spittle does not soil the heavens, or all it does is just return on himself. Or when someone aims dust at another, when the wind is contrary, it will just come back to him. The misery will always dissolve under self. The number 9. A man who distributes alms on the principle of a A man who distributes alms to commit violence on himself is not part of the supreme reason. Thus, the Buddha once said, not to condone violence, but to treat everybody with equality, and not to, even though they're not friendly, to treat them with equal as kind. Number 10. The Buddha said, not. The Buddha said not to. The Buddha said feeding 100 good men does not equal to feeding 1 virtuous man. Feeding 1,000 virtuous men is not equal to feeding a man who understands the 5 precepts. Feeding 10,000 wise men is not equal to a Shakyamuni. Feeding 100,000 Shakyamunis does not equal to feeding 1 Anagami. Feeding 100,000 Anagamis does not equal to feeding 1 Arhat. Feeding 1,000,000 Arhats does not equal the merit of feeding 1 Paritaka Buddha. Feeding 10,000,000 Paritaka Buddhas does not equal the merit of feeding 1 Buddha. And practicing and learning how to pray to Buddha, and how the Buddha treats mankind, and how to learn the way and have an understanding of the supreme reason. 11. There are 20 difficult things in the world. More being rich. To risk one's life and escape death, to have sight of Buddha scriptures and not to be and to be born in the age of the Buddha, and to see one agreeable object and to have powers, not to be suspicious, not to be angry when insulted, to be passive, and not to despise the ignorant, to eradicate selfishness, and to unite virtuous conduct with good merits, to see one's nature, and at the same time pursue the study of the supreme reason. At the same time, having attained one's end, and not to be moved by one's
by one being's assertions. I think. Maybe. I think. Các em học thuộc lòng kinh 42 chương đó quý vị, từ chương thứ nhất đến chương 11 á, trong đó có 42 chương đó ha, mà các em học thuộc được rất là quý đó, mỗi ngày ở đây đó, bốn em đang ở đây là học kinh một tiếng mỗi ngày đó quý vị, em cũng học bài kinh mà bố hôm giờ có trả bài đó, kinh 42 chương, kinh Bồ Tát Đại Nhân Giác, kinh từ bi vân vân đó, tôi muốn giúp các em hiểu hiểu đạo bằng cách là học thuộc kinh, nhờ đó sau này các em có thể lớn lên là nhớ những điều mà Phật dạy ha, ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Rồi Michelle chân thân cháu, you want to decide anything? Bé Michelle là 7 tuổi đó, vì 6-7 tuổi bé cũng học kinh đó. Michelle, you want to decide anything today? Okay. Which one? The Metta Sutra? Okay, go ahead. Go ahead. Just decide whichever thing that you remember, okay? Rồi, go ahead. That's great. And okay, bé thân châu Michelle ở bên Cali đó quý vị, mới có 6 tuổi mấy, 7 tuổi đó, bé học thuộc kinh vị ha. Hồi nãy giờ vị ngồi nghe không? Nghe được không? Cô Kim Châu nghe được không cô? Rồi. Okay. Tôi giảng pháp xong rồi các em trả bài như vậy hay là tôi nói đó, nhờ các em học thuộc kinh như vậy đó, mốt sau này từ từ các em hiểu kinh ha. Rồi bây giờ thôi vì ha, mình hồi hướng công đức đi ha, rồi chúng ta sẽ học tiếp tuần sau, chúng ta học tiếp ha. Rồi Nam Mô Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều cho thành Phật đạo. Nam mô Phật. Xin chào tất cả quý vị.